Sự khởi sắc của phim Việt trong thời gian gần đây đã làm người hâm mộ và những người làm nghệ thuật phấn khởi và tin tưởng. Thế nhưng bộ phim Giao lộ định mệnh, một trong những bộ phim Việt hiếm hoi gần đây, được đánh giá là có nội dung, cấu trúc chặt chẽ làm hài lòng người xem, lại có nội dung rất giống với một bộ phim của Mỹ sản xuất từ đầu thập niên 90. Vụ việc đã đặt ra một vấn đề là liệu với cách làm phim này, phim Việt có thật sự khởi sắc hay không, chứ chưa nói đến việc đem phim đi tham dự các liên hoan phim quốc tế. Giao lộ định mệnh được xem là một trong những bộ phim Việt có doanh thu cao nhất từ trước đến nay. Thế nhưng, với sự trùng lặp khó hiểu đến 90% từ cách xây dựng kịch bản, tình huống nhân vật đến bi kịch trong phim với bộ phim Subtitles của Mỹ đã đặt ra một nghi vấn. Liệu Giao lộ định mệnh có sao chép ý tưởng của bộ phim này hay không? Khi sự việc xảy ra, cách ứng xử không rõ ràng của người trong cuộc đã gây thất vọng cho cả người hâm mộ lẫn người cùng nghề. 5 người làm về một đề tài. Phim phương Tây, phương Đông có thể làm về một đề tài và đề tài có thể làm mãi. Thí dụ như Chiến tranh Hòa bình, thí dụ như nhiều những cái tác phẩm khác như là Cuốn theo chiều gió, thí dụ như Hamlet, nhiều nước làm, không sao cả. Nhưng mà vấn đề ở chỗ là nó phải được minh bạch, nó phỏng theo cái gì, nó phóng tác theo cái gì hoặc nó chuyển thể theo cái gì thì đều phải có cái sự dũng cảm của người nghệ sĩ, bởi vì chúng ta không thể sống bằng sự mạo danh, bởi vì tất cả sự thành công mà mạo danh thì nó cũng chỉ như bong bóng xà phòng mà thôi. Có thể nói đây là trường hợp đầu tiên có sự trùng lặp khó hiểu từ nội dung, tuyến nhân vật cũng như cách xử lý phần kết của bộ phim. Theo bà Nguyễn Thị Hồng Ngát, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Điện ảnh Việt Nam, thì sự học hỏi là cần thiết nhưng phải đảm bảo sự trung thực. Phim như thế nó không có cơ hội để đi ra nước ngoài, bởi vì bây giờ chúng ta là thế giới phẳng. Ở bên kia ta viết gì, người ta làm gì thì bên này biết hết, là mọi người đều biết hết. Cho nên là không thể... như ngày xưa được, đúng không ạ? Không thể như ngày xưa được. Thế như vậy là đã tự mình, những người làm những cái việc đó đã tự mình hạn chế mình rất là nhiều. Người hâm mộ vẫn luôn đặt niềm tin vào những đạo diễn, diễn viên nói riêng và những người làm nghệ thuật nói chung. Đáp lại, chính họ phải biết sáng tạo lao động nghệ thuật một cách thật sự và hết mình. Trước hết là vì sự tin yêu của khán giả và vì một nền điện ảnh Việt Nam phát triển lành mạnh và đi lên bằng chính thực lực của mình.